Mình tên là Nguyễn Thị Việt Hằng, hiện nay đang công tác tại tổ trưng bày và giáo dục của phòng nghiệp vụ Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ. Thưa với quý vị là chúng ta đang có mặt tại hệ thống trưng bày cố định của bảo tàng với diện tích là 1.250 m². Hiện là đường trưng bày hơn 1.000 tài liệu hiện vật hình ảnh gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Và mở đầu không gian trưng bày đây chính là tái hiện lại ngôi lán làm việc của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Tiền Keo, Định Hóa, Thái Nguyên. Tại đây vào ngày 6 tháng 12 năm 1953, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Và đến hạ tuần tháng 12 năm 1953 đã quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược, đồng thời thành lập Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Mặt trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trường Mặt trận. Và trong lán là thể hiện cuộc họp quan trọng này với sự tham gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và người đang đứng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và xin được giới thiệu với quý vị bức ảnh ở phía bên trong tường được chụp vào thời khắc lịch sử đầu xuân năm 1954. Trước khi lên đường chỉ đạo chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có đến xin ý kiến chỉ thị của Bác Hồ. Và trong cuộc gặp này, Bác đã ân cần căn dặn Đại tướng rằng: Tổng Tư lệnh ra mặt trận, tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Và trải qua 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng gian khổ, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết, 9 năm làm một Điện Biên, nền vành hoa đỏ, nền thiền sử vàng. Mời quý vị. Đến trước năm 1946 thì ngành quân giới của chúng ta chỉ sử dụng những loại vũ khí tự chế rất thô sơ và tiêu biểu thì có khẩu súng kíp của đồng chí Sùng Phái Sinh, du kích xã Pù Nhung huyện Tuần Giáo đã dùng để tiêu diệt 18 tên lính Pháp. Và cho tới tháng 4 năm 1947 thì ngành quân giới của ta đã sáng chế ra bom phóng, súng bazooka tại xưởng quân giới Giang Tiền Thái Nguyên. Đây là một trong những sáng chế đầu tay của giáo sư Trần Đại Nghĩa. Chúng ta chiến đấu với thực dân Pháp không chỉ bằng những loại vũ khí này mà còn sử dụng những vật dụng có sẵn trong nhà người dân. Tiêu biểu đó là hũ rượu cần của bà con đồng bào dân tộc Thái ở Mộc Châu, Sơn La. Bà con đã có sáng kiến đó là mài củ độc hòa vào trong rượu để làm tăng nồng độ rượu, sau đó chuốc cho thực dân Pháp uống say. Và kết quả thì ta bắt sống được 12 tên lính Pháp, thu nhiều vũ khí đạn dược mà không tiêu tốn một viên đạn nào. Mời quý vị ta tiếp tục tham quan. Và để có được chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đã có biết bao những người con đã anh dũng hy sinh. Hàng ngàn người đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Điện Biên Phủ năm xưa. Và một trong những tấm gương chiến đấu và anh dũng hy sinh mà ta không thể không nhắc tới, đó chính là anh hùng Bế Văn Đàn. Đầu tháng 12 năm 1953, thực hiện phương châm của Bộ Chính trị, một bộ phận của Đại đoàn 316 được lệnh hành quân lên Tây Bắc giải phóng thị xã Lai Châu. Bị đánh mạnh ở Lai Châu, địch tháo chạy về Điện Biên Phủ. Bộ đội ta lại được lệnh chặn đánh địch, không cho chúng cò cụm về Điện Biên. Và trong trận chặn đánh địch tại Mường Pồn, nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ là 20 km, trận chiến đấu diễn ra vô cùng gay gò ác liệt. Đơn vị của anh Bế Văn Đàn bị thương vong nặng, hy sinh gần hết chỉ còn 17 người cùng hai khẩu súng Trung Liên, trong đó một khẩu không thể bắn được vì xạ thủ đã hy sinh. Khẩu còn lại cũng chưa thể bắn được vì không có chỗ đặt chân súng. Không ngần ngại, anh Bế Văn Đàn chạy lại, cầm hai chân súng đặt lên vai mình và hồ đồng chí Chu Văn Pù bắn. Pù còn do dự, anh Bế Văn Đàn nói rằng: "Kẻ thù ở trước mặt, đồng chí có thương tôi thì bắn chúng nó đi, trả thù cho đồng đội." Đồng chí Pù đã nghiến răng nhả đạn vào đội hình quân địch, quật ngã hàng chục tên, đợt phản kích của địch bị bẻ gãy. Tuy nhiên trong lúc lấy thân mình làm giá súng, anh Bế Văn Đàn đã bị thương rất nặng, cùng với kiệt sức và đánh súng hy sinh khi đôi tay mình vẫn còn ghì chắc hai chân súng trên vai. Anh Bế Văn Đàn là người con anh dũng của dân tộc Tây, tỉnh Cao Bằng, đã hy sinh khi tuổi đời mới tròn 22. Và hiện nay thì anh Bế Văn Đàn đang được yên nghỉ cùng đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia A1 đối diện với Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Mời quý vị tiếp tục tham quan. Và thưa với quý vị, và đến với không gian trưng bày tiếp theo thì đây chính là âm mưu và hành động của thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Được tin quân chủ lực Việt Minh hành quân lên Tây Bắc, ngày 20 tháng 11 năm 1953, Nava đã huy động 60 chiếc máy bay Dakota,
thả 6 tiểu đoàn lính dù tinh nhuệ tương đương với 4.500 quân, cùng một tiểu đoàn pháo và rất nhiều phương tiện vũ khí chiến tranh hiện đại nhảy dù xuống cánh đồng Mường Thanh chiếm đóng Điện Biên Phủ. Và trong một chuyến bay từ Hà Nội bay lên Điện Biên, cả tướng Nava và Côn Ni đã bàn bạc và đưa tới quyết định, đó chính là cử De Castries lên giữ chức chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Và đến ngày 8 tháng 12 năm 1953, De Castries chính thức lên nhậm chức chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Khi đó, ông ta mang quân hàm đại tá và vừa tròn năm 11 tuổi. Với sự tin tưởng tuyệt đối của các nhà cầm quyền nước Pháp, ngay khi lên với Điện Biên Phủ, De Castries đã bắt tay xây dựng để biến nơi đây thành một con nhím khổng lồ, một cỗ máy nghiền thịt sẵn sàng nghiền nát quân đội nhân dân Việt Nam. Mời quý vị ta đến với không gian trưng bày tiếp theo. Thưa với quý vị là trong tủ kính đây thì bảo tàng có trưng bày một số những loại vũ khí rất hiện đại mà Pháp đã sử dụng trong quá trình diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ. Và xin được giới thiệu theo hướng dẫn viên đang chỉ đây chính là súng phun lửa. Bên cạnh đây chính là những tấm ghi sắt mà Pháp mang sang Điện Biên Phủ với mục đích xây dựng công sự, xây dựng sân bay Mường Thanh. Một số những loại mìn đó chính là mìn kiêng, mìn nhảy, đầu đạn pháo 155 ly, loại pháo được mệnh danh là vua chiến trường lúc bấy giờ. Cùng với đó là các loại súng trọng liên, trung liên, tiểu liên. Và thậm chí Pháp còn có tia hồng ngoại với khả năng quan sát được vào ban đêm. Sau khi xây dựng xong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, rất nhiều những nhà quan chức cấp cao của Anh, Pháp, Mỹ đã lên thăm nơi đây. Họ đều phải công nhận rằng Điện Biên Phủ là một pháo đài mạnh không thể công phá. Giới thiệu với quý vị là với lối trưng bày hình mạng nhện ở phía bên trên thì muốn thể hiện âm mưu thâm độc của thực dân Pháp. Đó chính là họ muốn răng ra cây bẫy để nhử quân đội chủ lực Việt Minh vào. Nhưng Pháp không thể ngờ rằng chính mình mới là người sa chân vào chiếc bẫy đó. Xin mời quý vị chúng ta đến với chủ trương của Đảng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Và xin được giới thiệu với quý vị, bên cạnh đây thì bảo tàng có trưng bày khẩu pháo cao xạ 37 ly của đại đội 815, tiểu đoàn 383, trung đoàn pháo cao xạ 367, đơn vị đã bắn rơi chiếc máy bay trinh sát Moren đầu tiên trên bầu trời Điện Biên Phủ. Lực lượng pháo cao xạ của ta lúc bấy giờ mới thành lập còn rất non trẻ, nhưng đã bắn rơi được tới 52 máy bay trong tổng số 62 máy bay bị bắn rơi và phá hủy của quân đội Pháp. Ngoài ra thì bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ còn tái hiện những khoảnh khắc các chiến sĩ sử dụng sức người để kéo những khẩu pháo nặng từ 2 cho tới 2,4 tấn vào mặt trận. Mở đường kéo pháo chính là một trong những yếu tố tạo nên bất ngờ lớn nhất đối với Pháp trong chiến dịch này. Và thưa quý vị, khẩu pháo cao xạ 37 ly là một trong những hiện vật gốc có giá trị vô cùng tiêu biểu của Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ. Trong tủ kính đây thì bảo tàng có trưng bày một số những chiếc cuốc chèn pháo các chiến sĩ đã sử dụng để chèn vào bánh pháo trong quá trình kéo pháo vào mặt trận. Còn bên cạnh đây bảo tàng có trưng bày chiếc mõ tre. Sau những tiếng hò rô khản cả cổ, các chiến sĩ đã có sáng kiến là chế tạo ra chiếc mõ tre này, cứ sau 3 tiếng cốc 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 lại cùng nhau kéo pháo. Và cũng chính trong hoàn cảnh này, một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân, bài Hò kéo pháo đã được ra đời. Mời quý vị. Hiện nay thì Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ còn đang lưu giữ và trưng bày những kỷ vật rất quý giá của anh hùng Tô Vĩnh Diện. Người anh hùng được biết đến với một trong những thành tích rất tiêu biểu, đó chính là đã dũng cảm lấy thân mình cứu pháo. Xin được giới thiệu với quý vị, đây chính là chiếc áo mà anh mặc trong quá trình kéo pháo. Chiếc bát sắt, bình bi đông là những vật dụng đã được cấp cho anh hùng Tô Vĩnh Diện trong đợt tập huấn về pháo binh tại Nam Ninh, Trung Quốc. Và phía bên cạnh đây chính là chiếc dao mà trong quá trình kéo pháo vào mặt trận, anh Tô Vĩnh Diện đã sử dụng để phát những hàng cây ở bên đường. Và hiện nay thì anh hùng Tô Vĩnh Diện đang được yên nghỉ cùng đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia A1. Mời quý vị. Và phía bên cạnh đây chính là tái hiện lại hình ảnh chúng ta phá đá mở đường để vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược vào mặt trận. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, chưa bao giờ con đường ra mặt trận lại đông vui và náo nhiệt đến như vậy. Những tiếng tròn, tiếng búa, tiếng quốc sẻng vang lên không lúc nào ngớt. Tất cả đã tạo nên một bức tranh hùng vĩ, một không khí khẩn trương nhộn nhịp, tất cả vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Và có thể nói rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà lực lượng dân công, thanh niên xung phong ra trận còn nhiều hơn quân đội với hơn 200.000 người. Xin mời quý vị. Và đến với không gian trưng bày tiếp theo của bảo tàng, đây chính là công tác chúng ta vận chuyển lương thực vào mặt trận. Quân đội nhân dân Việt Nam với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng đã huy động các loại phương tiện từ xe cơ giới đến xe thô sơ. Và xin được giới thiệu với quý vị một trong những loại phương tiện thô sơ nhất mà ta đã sử dụng để vận chuyển lương thực, chính là chiếc xe cút kít này. Trung bình một chiếc xe như quý vị thấy đây sẽ có tải trọng là từ 80 cho tới 100 kg. Nhưng đây là chiếc xe của ông Trịnh Đình Bầm, một người dân công đến từ tỉnh Thanh Hóa, đã đưa tải trọng chiếc xe này lên từ 200 cho tới 280 kg trên một chuyến. Và có một điều rất đặc biệt ở chiếc xe này xin được giới thiệu với quý vị, đó là phần bánh xe có sơn son thép vàng. Thì trong quá trình lắp ráp chiếc xe, một phần của chiếc bánh xe này đã bị thiêu gỗ. Ông Trịnh Đình Bầm đã phải hy sinh chính chiếc bàn thờ tổ tiên của gia đình mình để hoàn thiện chiếc xe, tiếp tục vận chuyển lương thực vào mặt trận Điện Biên Phủ. Chiếc xe cút kít tưởng chừng vô cùng thô sơ đơn giản, nhưng lại chứa đựng trong đó cả một tinh thần yêu nước, khát khao độc lập tự do bằng bất cứ giá nào của cả một dân tộc. Ngoài ra thì một trong những cảnh tượng sinh động nhất trong hệ thống trưng bày của bảo tàng đó là những đoàn xe đạp thổ từ miền xuôi lên, những đoàn ngựa thổ từ Lai Châu xuống, những chị em dân công với đôi bung đòn gánh cữu kỵt trên vai đã vận chuyển được rất nhiều lương thực vào mặt trận. Và xin được giới thiệu với quý vị một số những dân tộc tiêu biểu của vùng núi Tây Bắc như là đồng bào dân tộc Thái Đen, người Mường, người Mông và đồng bào dân tộc Dao. Đây còn là hình ảnh bà con nơi đây còn mang những chú lợn như thế này để cải thiện bữa ăn cho các chiến sĩ ngay tại mặt trận. Mời quý vị. Kính thưa với quý vị, bên cạnh đây bảo tàng có trưng bày tấm bản đồ về chiến dịch Điện Biên Phủ đã được con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng cho bảo tàng vào năm 2014 nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ở trên đây còn có chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ thì Đại tướng đã có 3 lần trở lại với Điện Biên. Đó là vào những năm 1984, 1994 và lần cuối cùng là vào năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Và trong lần cuối cùng trở lại với Điện Biên thì Đại tướng đã trở về với Mường Phăng, nơi mà Đại tướng đã gắn bó trong suốt thời gian 105 ngày đêm. Và khi tâm sự với bà con Mường Phăng, Đại tướng đã nói rằng: "Thưa bà con, tôi này tuổi đã cao, sức tôi đã yếu lắm rồi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi trở lại thăm bà con." Và đúng vậy, ngày 19 tháng 4 năm 2004 là lần cuối cùng Đại tướng trở về với Điện Biên, trở về với Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng. Thưa quý vị, hiện nay thì điểm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng là một điểm tham quan rất nổi tiếng ở Điện Biên Phủ, nằm cách trung tâm thành phố chỉ có 25 km đường bộ. Xin mời quý vị. Thưa với quý vị, bên cạnh đây thì bảo tàng có trưng bày khẩu lựu pháo 105 ly. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thực dân Pháp có 24 khẩu, quân đội nhân dân Việt Nam cũng có 24 khẩu. Tuy nhiên trong đó 20 khẩu ta được Trung Quốc viện trợ, 4 khẩu ta thu lại từ những chiến dịch trước. Và đây chính là một trong 4 khẩu Mỹ viện trợ cho Pháp, chúng ta thu lại từ chiến dịch biên giới năm 1950. Và đây cũng là một trong những khẩu pháo đã bắn những loạt đạn đầu tiên để mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 13 tháng 3 năm 1954. Và thưa với quý vị, khẩu lựu pháo này cũng là một trong những hiện vật gốc có giá trị rất cao về lịch sử mà hiện nay Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ đang trưng bày. Và xin được giới thiệu với các anh chị trong đoàn bức tranh Xuân trong hồng pháo của họa sĩ Phạm Thạch Tâm. Và xin được chia sẻ với đoàn mình về ý nghĩa của bức tranh này. Sau chiến thắng Him Lam, đội văn công của đại đoàn 351 nhận lệnh vào biểu diễn văn nghệ, động viên tinh thần cho các chiến sĩ tại mặt trận. Ngay trong hầm của đại đội lựu pháo 806, đơn vị vẫn đã bằng những loạt đạn đầu tiên để mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh em pháo thủ mở cả khẩu pháo 105 dọn chỗ cho văn công biểu diễn. Những cô văn công trong trang phục áo tử thân uyển chuyển trong điệu múa lượn, một điệu múa nổi tiếng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những chàng lính trẻ của chúng ta vừa ngồi trên cảng pháo xem văn công biểu diễn, vừa trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt nụ cười của họ như chứa cả một mùa xuân. Trong khung cảnh lãng mạn như vậy, họa sĩ Phạm Thanh Tâm đã nảy ra ý định sẽ vẽ lại những chi tiết này để làm kỷ niệm. Tuy nhiên ngay trong đêm, ông đã phải quay trở lại đơn vị để nhận nhiệm vụ mới. Những ngày sau nghe tin, pháo của Pháp
bắn trúng căn hầm của đại đội lính pháo 806. Rất nhiều chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Khi họa sĩ Phạm Thanh Tâm quay trở lại hầm pháo, những vệt máu còn loang lổ đọng lại trên tấm lá chắn màu xanh. Đêm hôm đó, họa sĩ Phạm Thanh Tâm đã ngủ lại trong hầm pháo với một giấc ngủ nặng nề, trằn trọc. Ông đã khóc như thuở nhỏ chưa từng khóc. Mỗi nỗi đau buồn xâm chiếm tâm can họa sĩ Phạm Thanh Tâm, thôi thúc ông hoàn thành bức tranh Xuân trong hầm pháo. Kể từ đó, bức tranh này đã theo ông suốt chiến dịch như một sự nhắc nhở về hy sinh của đồng đội. Và đến năm 2014, họa sĩ Phạm Thanh Tâm đã tặng lại bức tranh này cho bảo tàng để bảo quản cũng như phát huy giá trị của tác phẩm này. Bức tranh mang tên Xuân trong hầm pháo. Xin mời quý vị. Thưa với quý vị, giới thiệu với quý vị bên cạnh đây là tấm gương hy sinh rất anh dũng của anh hùng Phan Đình Giót, người con đến từ quê hương của mảnh đất Hà Tĩnh, đã dũng cảm lấy thân mình lấp lỗ châu mai tại cứ điểm Him Lam trong trận đánh mở màn, để từ đó tạo điều kiện cho các chiến sĩ xông lên tiêu diệt quân địch. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có bốn anh hùng với những thành tích rất tiêu biểu thường được lịch sử nói tới, trong đó có anh hùng Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can và Tô Vĩnh Diện. Và hiện nay cả bốn anh hùng mà hướng dẫn viên vừa kể tên đều đang được yên nghỉ cùng đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia A1 đối diện với bảo tàng. Xin mời quý vị. Thưa với quý vị, bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với một lối thiết kế rất là đặc biệt, đó chính là thiết kế theo chính hình chiếc mũ nàn phủ lưới ngụy trang của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Và thiết kế công trình bảo tàng là thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận. Phía trên đây là chiếc áo trấn thủ của các chiến sĩ. Và bên cạnh đây chính là chiếc áo lụa của chị em phụ nữ Kiên An Hải Phòng đã trao tặng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau này Bác đã tặng lại chiếc áo này cho đồng chí Nguyễn Phú Xuyên Khung, người đã lập một thành tích rất đặc biệt. Đó là cùng với đội công binh M83 đào đường hầm ngầm dài 47m trên cứ điểm đồi A1 để đạt có bốc phán nặng gần 1.000kg. Xin mời quý vị quay lại đằng sau đây ạ. Thưa với quý vị, trong tủ kính đây, bảo tàng có tái hiện lại diễn biến ác liệt tại đồi A1. A1 là một trong những trận đánh ác liệt nhất, kéo dài nhất, hy sinh nhiều nhất của quân đội nhân dân Việt Nam. Cái tên A1 là tên ký hiệu trên bản đồ quân sự của quân ta. Thực dân Pháp đặt tên ngọn đồi này là Alien 2, mang tên một người vũ công nổi tiếng xinh đẹp của quân đội Pháp. Và tại cứ điểm A1 này thì thực dân Pháp đã xây dựng thành 3 hệ thống phòng tuyến rất là vững chắc. Hệ thống phòng tuyến đầu tiên nằm tại vị trí ngoài cùng, có nhiệm vụ phòng ngự. Hệ thống phòng tuyến thứ hai nằm lưng chừng đồi, có nhiệm vụ ngăn chặn. Và hệ thống phòng tuyến cuối cùng nằm trên đỉnh đồi, tại đây có căn hầm cố thủ của cứ điểm A1 và rất nhiều hầm hào kiên cố. Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài với 56 ngày đêm, thì diễn biến tại cứ điểm A1 đã chiếm tới 39 ngày đêm. Và tại đây các chiến sĩ đã tiêu diệt 825 tên lính Pháp. Tuy nhiên với diện tích của cả cứ điểm này là 100.000m², nhưng đã có tới 2.516 cán bộ chiến sĩ của chúng ta đã mãi mãi nằm lại nơi đây. Có thể nói rằng máu của các anh đã thấm đẫm trên từng tấc đất, từng mét chiến hào tại cứ điểm A1. Xin mời ạ. Giới thiệu với quý vị, bên cạnh đây chính là thể hiện một tinh thần suy sụp của lính Pháp sau khi quân đội nhân dân Việt Nam giành được chiến thắng trong đợt tấn công lần thứ nhất. Nhiều lính Pháp đã phải tìm đến những chai rượu uống cho say để quên đi tiếng pháo và tiếng đạn của đối phương đang nã về phía mình. Đây chính là thể hiện một tinh thần suy sụp, mất ý chí chiến đấu của lính Pháp sau khi quân đội nhân dân Việt Nam giành được chiến thắng trong đợt tấn công lần đầu tiên. Xin mời quý vị. Và đến cuối tháng 3 năm 1954 thì Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã thực hiện phương án vây, lấn, tấn, triệt diệt. Và nổi bật đây chính là phương án đánh lấn trên thế giới chỉ có ở Việt Nam và diễn ra tại Điện Biên Phủ. Các chiến sĩ đã sử dụng những con cúi bện bằng rơm với đường kính là 1,5m, chiều dài 2m để che chắn đạn bắn thẳng, đảm bảo an toàn cho người ở phía sau, tiếp tục đào chiến hào, lấn dần về phía quân đội Pháp. Và tới gần cứ điểm của Pháp thì ta sẽ bất ngờ nổ súng khiến Pháp không kịp trở tay. Tuy nhiên càng gần tới vị trí của quân Pháp thì cái vị trí con cúi này khá to sẽ khiến cho vị trí quân ta bị Pháp phát hiện ra. Và lúc bấy giờ các chiến sĩ đã chuyển sang một phương án mang tên là đào rũi, tức là ta sẽ đào ngầm qua hệ thống hàng rào giấy thép gai, tiến dần vào tận bên trong cứ điểm của Pháp và bất ngờ đội đất bật lên mà đánh. Và với chiến thuật đặc biệt này, các chiến sĩ đã bắt sống 177 tên lính Pháp, thu nhiều vũ khí đạn dược.
Và chỉ bằng những vật dụng rất là thô sơ sẽ được giới thiệu với quý vị. Đó là những chiếc cuốc, những chiếc sẻng. Nhưng các chiến sĩ đã đào được hơn 400 km đường giao thông hào, xấp xỉ với quãng đường đi từ Hà Nội đi lên Điện Biên Phủ để bao vây lấy tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp. Xin mời quý vị. Thưa với quý vị, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội nhân dân Việt Nam được chi viện cả về tinh thần lẫn vật chất. Đó chính là đoàn văn công của Tổng cục Chính trị được cử ra mặt trận, mang lời ca tiếng hát động viên tinh thần các chiến sĩ. Và cũng trong thời gian này, các y bác sĩ nổi tiếng của nước ta lúc bấy giờ, bác sĩ Vũ Đình Tụng, bác sĩ Tôn Thất Tùng cũng trực tiếp lên với Điện Biên Phủ, thực hiện công tác cứu chữa cho các thương bệnh binh. Những người chiến sĩ anh nuôi đã giúp các chiến sĩ có những bữa cơm dẻo cành ngọt trên suốt chặng đường hành quân. Mời quý vị ta tiếp tục tham quan. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng đã dành riêng một không gian để tôn vinh lực lượng quân y. Trước khi chúng ta mở ra chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần căn dặn rằng năm nay chiến trường ở xa, bộ đội có thể khổ, dân công cũng vậy, nhưng chớ để thương binh khổ. Chính vì vậy các chiến sĩ của ngành quân y đã luôn thấm nhuần tư tưởng, lương y như tử mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền, tất cả cùng chung một mục đích phục vụ bộ đội ta đánh thắng. Và trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những người chiến sĩ áo trắng đã cứu chữa cho gần 14.000 thương bệnh binh. Đã có rất nhiều các y bác sĩ nổi tiếng của nước ta như bác sĩ Tôn Thất Tùng, bác sĩ Vũ Đình Tụng đã lên với Điện Biên Phủ. Và giới thiệu với quý vị, đây chính là hình ảnh của người bác sĩ Vũ Đình Tụng. Và bên cạnh đây là bức thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi cho gia đình bác sĩ Tụng sau khi ông mất hai người con trai trong những chiến dịch trước đó, cảm thấy rất tuyệt vọng và muốn về ở ẩn một thời gian. Khi nghe tin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho gia đình bác sĩ Tụng, sau này được gọi là bức thư huyết lệ. Trong thư có đoạn viết rằng: "Thưa ngài, tôi được báo cáo rằng con trai ngài đã hy sinh oanh liệt cho Tổ quốc. Ngài biết đấy, tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình tôi, thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất đi một thanh niên, tôi như mất đi từng khúc ruột. Ngài đã đem món quà quý báu nhất là con của mình sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc. Tôi tin rằng từ đây ngài sẽ ra sức giúp việc kháng chiến để con trai ngài ở trên trời được bằng lòng và sung sướng." Khi nhận được bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác sĩ Vũ Đình Tụng đã nghĩ rằng đó là một bản mệnh lệnh hay chỉ thị nào đó. Ông không nghĩ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh dù bận trong công ngàn việc nhưng vẫn quan tâm tới gia đình nhỏ của mình, một gia đình có cái tang đau lòng như bao gia đình khác. Và sau đó bác sĩ Vũ Đình Tụng đã từ bỏ ý định về ở ẩn, theo chân Bác Hồ lên chiến khu Việt Bắc. Đây chính là hình ảnh của người bác sĩ rất là tài hoa này. Thưa quý vị, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lúc bấy giờ mặc dù ngành y tế của ta còn gặp rất nhiều những khó khăn và thiếu thốn, tuy nhiên thực hiện theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc cứu chữa cho gần 1.500 thương bệnh binh của người Pháp, thể hiện một tấm lòng nhân ái, chính sách khoan hồng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phía đối diện đoàn mình đây chính là những hầm cứu thương mà người Pháp đã xây dựng bằng cách đó chính là dỡ nhà, phá bản của đồng bào dân tộc Thái nơi đây, mang nguyên vật liệu về xây dựng công sự chắc chắn tại Điện Biên Phủ. Tuy nhiên lúc bấy giờ người Pháp lâm vào một tình trạng đó chính là thiếu thốn trầm trọng về thuốc men và dụng cụ y tế. Chính vì vậy trên đây là hình ảnh bệnh nhân không được chăm sóc chu đáo và thậm chí rằng những người bác sĩ của họ đã phải phẫu thuật cho bệnh nhân trong chính tại những căn hầm nhảy nhụa xác chết và rồi bọ. Có thể nói rằng cuộc sống của lính Pháp ở Điện Biên Phủ lúc bấy giờ được ví như địa ngục trần gian. Mời quý vị. Cuộc chiến đấu diễn ra rất gay gò, ác liệt. Tuy nhiên bên cạnh đó các chiến sĩ cũng đã có những giây phút nghỉ ngơi rất hiếm hoi tại mặt trận. Hình ảnh có chiến sĩ đọc tin cải cách xuống đất từ quê nhà. Có chiến sĩ dạo những bản nhạc bằng kèn America trong giây phút nghỉ giải lao. Đây chính là thể hiện một tinh thần rất là lạc quan về yêu đời của các chiến sĩ sau khi quân đội nhân dân Việt Nam giành được chiến thắng trong hai đợt tấn công liên tiếp. Thưa quý vị, bên cạnh đây bảo tàng có tái hiện lại chiếc bếp hoàng cầm ạ. Hay còn có một tên gọi khác, đó chính là bếp nấu không khói. Quý vị để ý phía bên trong này, các chiến sĩ sẽ đào những rãnh thoát khói rất sâu về đằng sau. Bên trên thì phủ một lớp lá cây mỏng, lớp trên cùng thì phủ đất ẩm. Chính vì vậy khi mà các chiến sĩ đun nấu thì làn khói bốc ra, gặp phải vật cản, không bốc lên cao, chỉ tỏa ra là như làn sương sớm của núi rừng Tây Bắc. Như vậy thực dân Pháp khó có thể phát hiện được vị trí nơi quân ta đang trú ẩn. Và với sự xuất hiện của bếp hoàng cầm đã giúp các chiến sĩ đảm bảo những cái yếu tố trong cần có trong một chiến dịch, đó chính là đi không giấu, nấu không khói, và đã giúp các chiến sĩ có những bữa cơm dẻo cành ngọt trên suốt chặng đường hành quân. Xin mời quý vị.
Xin mời quý vị. Xin được giới thiệu với quý vị, trên đây chính là bản mệnh lệnh tấn công của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và theo bản mệnh lệnh tấn công này, đúng 8 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 năm 1954, thì khẩu bốc phá nặng gần 1.000 kg trên cứ điểm A1 sẽ phát nổ. Và chúng ta dự định là lấy hiệu lệnh của khẩu bốc phá này để làm hiệu lệnh tổng tiến công trên toàn mặt trận. Nhưng rất tiếc, hiệu lệnh tổng tiến công của chúng ta đã không thành công vì khối thuốc nổ đã phát ra một âm lượng trầm và đục, không đủ vàng để làm hiệu lệnh tổng tiến công. Và hiệu lệnh tổng tiến công của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phải di rời sang 15 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Và hiện nay tại di tích đồi A1 vẫn còn dấu tích rất lớn của khẩu bốc phá nặng gần 1.000 kg được tạo từ bản mệnh lệnh này của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin mời quý vị. Và bên cạnh đây chính là hình ảnh lá cờ quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bắt sống được một số lượng tù binh rất lớn, hơn 10.000 tù binh trong tổng số 16.200 quân. Và xin được giới thiệu với quý vị ba chiến sĩ đã phất cao ngọn cờ, đó là đồng chí đội trưởng Tạ Quốc Luật cùng đồng chí Hoàng Đăng Vinh và đồng chí Bùi Văn Nhỏ. Xin mời quý vị. Xin mời quý vị sang hướng dẫn viên xin được giới thiệu với quý vị một số hiện vật của căn hầm Đờ Cát thời điểm năm 1954. Đó chính là chiếc bồn tắm, bàn làm việc, máy đánh chữ, máy xay cà phê của tướng Đờ Cát. Quý vị có thể thấy rằng thời điểm năm 1954 nhưng mà Đờ Cát đã có những vật dụng rất xa xỉ như thế này. Và theo hướng tay hướng dẫn viên đang chỉ, đây là hình ảnh chúng ta trao trả Đờ Cát cho nước Pháp vào ngày 3 tháng 9 năm 1954, sau hơn 4 tháng giam giữ ông ta tại Việt Nam. Sau này thì Đờ Cát đã mất tại thủ đô Paris nước Pháp vào năm 1991 ở độ tuổi 89 tuổi ạ. Xin mời quý vị. Sau khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ thì quân và dân các dân tộc tỉnh Điện Biên cùng đồng lòng đoàn kết xây dựng quê hương bản Mường. Và trên đây chính là hình ảnh bà con đồng bào Thái lại gồng gánh quay trở lại bản Mường để xây dựng một cuộc sống mới ấm no và hạnh phúc hơn. Giới thiệu với quý vị hình ảnh của Điện Biên Phủ năm 1954 là một vùng đồng bằng thấp thoáng những ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị của đồng bào dân tộc Thái đen. Và sau khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân trong cả nước đã lên xây dựng Điện Biên Phủ như ngày hôm nay. Tỉnh Điện Biên thì có 19 dân tộc anh em và trong đó thì đồng bào dân tộc Mông chiếm đa số với hơn 38% dân số của tỉnh. Mời quý vị. Thưa với quý vị, vào ngày 21 tháng 7 năm 1954, sau 75 ngày đàm phán vô cùng căng thẳng và quyết liệt, chúng ta đã buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán để ký Hiệp định Geneva công nhận độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, miền Bắc nước ta sạch bóng quân thù, trở thành hậu phương vững chắc cho miền Nam ruột thịt trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Và đây chính là hình ảnh quân đội Pháp cuốn cờ khỏi miền Bắc Việt Nam. Hình ảnh đại đoàn 308, đại đoàn quân tiên phong đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trở về thủ đô trong bạt ngàn cờ hoa, sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân thủ đô Hà Nội. Xin mời quý vị. Thưa với quý vị, cuộc chiến tranh mà Pháp gây ra tại Việt Nam là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, nhận được sự phản đối kịch liệt của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Và chính những người dân tiến bộ của nước Pháp cũng đã có những cuộc đấu tranh để chống cuộc chiến tranh Pháp gây ra tại Việt Nam. Giới thiệu với quý vị như là chiến sĩ cộng sản Henry Martin. Trong chính phiên tòa xét xử mình, ông đã dũng cảm tố cáo tội ác mà Pháp đã gây ra tại Việt Nam. Nữ chân dung chiến sĩ Raymond Dieng đã dũng cảm nằm trên tuyến đường dây để ngăn cản việc Pháp vận chuyển vũ khí vào Việt Nam. Và để có những thước phim quý báu cũng như là hình ảnh tư liệu thì cùng với các chiến sĩ phóng viên chiến trường của Quân đội Nhân dân Việt Nam, còn có một nhà quay phim người Nga Roman Kapmen đã giúp Việt Nam ghi lại những thước phim quý báu này. Mời quý vị ta đến với không gian trưng bày gian phòng Tôn Vinh. Thưa với quý vị, và để tri ân những người con thần chôn lẩm giá súng, đầu bịt lỗ châu mai, oằn lưng kéo pháo, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ đã dành riêng một không gian để tôn vinh những cá nhân, tập thể đã làm nền chiến thắng Điện Biên Phủ. Và trước mắt của quý vị đây chính là 32 tấm gương anh hùng đã được Đảng và Nhà nước ta tuyên dương, trao tặng,
truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và đây chính là những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước muốn tri ân tới những người anh hùng, những người đã để lại tuổi xuân và một phần xương máu của mình vì mảnh đất cực Tây Bắc của Tổ quốc thân yêu. Giới thiệu với quý vị, trong 32 anh hùng này, có 4 anh hùng với những thành tích rất tiêu biểu, lịch sử thường nói tới, đó là anh hùng Bế Văn Đàn, người đã dũng cảm lấy thân mình làm giá súng. Anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình cứu pháo, anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai và anh hùng Trần Can là người đã cầm lá cờ quyết chiến quyết thắng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam tại cứ điểm Him Lam trong trận mở màn, nhưng anh lại là người hy sinh trong những giây phút cuối cùng của trận đánh trước khi Điện Biên Phủ được giải phóng chỉ vài giờ đồng hồ. Và hiện nay cả 4 anh hùng mà hướng dẫn viên vừa nhắc tới đều đang được yên nghỉ cùng đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ các quốc gia A1 ạ. Giới thiệu với quý vị. Phía bên cạnh đây của bảo tàng chính là bức tượng bán thân chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do cố chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng cho bảo tàng vào năm 2014 nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò gần gũi và xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần 80 năm tham gia hoạt động cách mạng, Đại tướng luôn khắc ghi lời dạy của Bác, làm cách mạng là phải dĩ công vì thưởng, tức cách mạng đặt lên trên hết, Tổ quốc đặt lên hàng đầu. Trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với quyết định thay đổi phương án tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc, tướng Giáp đã đưa Việt Nam vào con đường thắng lợi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được bình chọn là một trong 10 vị tướng tài giỏi của thế giới, đã giành chọn niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhân dân ta đã ca ngợi: "Vạn lò vận nước vạn thành võ, võ thấu lòng dân, võ hóa văn." Câu đối như một bức tranh toàn mỹ về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thưa với quý vị, cùng với công lao rất là to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta cần phải ghi nhớ tới sự hiệp đồng chặt chẽ của 5 đại đoàn chủ lực đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Và cùng với đó là sự chi viện to lớn từ hậu phương, hết lòng, hết sức cho tiền tuyến. Tất cả đã đồng lòng để cùng nhau làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Mời quý vị. Thưa với quý vị, đây chính là hình ảnh của Điện Biên Phủ ngày hôm nay. Không còn là trận địa với những hộ bom bãi mìn nữa, Điện Biên Phủ đã khoác lên mình một màu xanh của sự sống, màu xanh của hòa bình và hy vọng. Quý vị, chúng ta đang được ở trong bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, được khởi công xây dựng vào năm 2012, hoàn thiện vào năm 2014 với thiết kế theo hình chiếc mũ nàn phủ lưới ngụy trang của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Và đối diện với bảo tàng sang đây chính là nghĩa trang A1, một trong 3 nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia của tỉnh Điện Biên, nơi an nghỉ của 645 chiến sĩ. Và theo hướng dẫn viên đang chỉ đây chính là di tích đồi A1, nơi đã diễn ra một trong những trận đánh ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Và phía bên cạnh đây chính là di tích đồi D, nơi đặt cụm tượng đài chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ở khu vực trung tâm của thành phố. Và còn điểm tham quan nữa xin được giới thiệu với quý vị, đó chính là căn hầm làm việc của tướng Đờ Cát sẽ nằm ở phía bên tay trái của đoàn, cách vị trí của bảo tàng là 500m. Thưa với quý vị, là khi đến với Điện Biên Phủ thì những cái điểm tham quan trong thành phố rất là gần nhau, rất thuận tiện để quý vị mình có thể ghé qua tham quan. Kính thưa quý vị, chúng ta đang có mặt tại không gian nghệ thuật đặc biệt trước bức tranh toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là bức tranh toàn cảnh đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, quy mô lớn nhất Đông Nam Á và là một trong 3 bức tranh tròn lớn trên thế giới. Bức tranh đồng hiện những khoảnh khắc tiêu biểu, sự kiện điển hình của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tác phẩm được khởi công thực hiện từ năm 2013, hoàn thiện vào tháng 5 năm 2022, trong thời gian là 9 năm, do Công ty Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam thực hiện. Bức tranh được vẽ bởi gần 200 họa sĩ trẻ tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải toan trong không gian 360 độ, chiều cao 20,5m, chiều dài 132m, đường kính 42m và tổng diện tích bức tranh lên tới 3.225m2. Các họa sĩ đã khắc họa chân thực 4.500 nhân vật, sự hùng tráng ác liệt của chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954 từ hàng ngàn tư liệu lịch sử được sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Pháp, Thư viện Quốc gia Việt Nam, các trung tâm lưu trữ quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ cùng các nhân chứng lịch sử đã tạo nên một bức tranh sống động, một kiệt tác về hội họa trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Tranh được bố cục theo 4 trường đoạn. Và xin mời quý vị chúng ta đến với trường đoạn đầu tiên.
Và trước mắt quý vị đây chính là trường đoạn đầu tiên của tác phẩm với chủ đề là Toàn dân ra trận. Đây chính là thể hiện sự đồng lòng đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là bức chân dung của cả một thế hệ với hàng ngàn, hàng vạn con người dấn thân vào một trận chiến vĩ đại vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hàng trăm công binh, thanh niên xung phong cùng nhau phá đá mở đường. Từng đoàn dân công trần đất trèo đèo lội suối thổ hàng cung cấp cho tiền tuyến. Những đoàn xe đạp thổ chất đầy những bao gạo như những đoàn ngựa sắt dã chiến hùng dũng tiến ra mặt trận. Và bên cạnh đây là hình ảnh những khẩu pháo nặng hàng tấn được kéo bằng những sợi dây thừng nặng trĩu trên đôi vai người lính vượt qua bao núi cao vực sâu vào trận địa. Mời quý vị. Và xin được giới thiệu với quý vị trường đoạn thứ hai của tác phẩm sẽ nằm ở phía bên cạnh với chủ đề là khúc dạo đầu hùng tráng, với điểm nhấn là trận đánh tại trung tâm đề kháng Him Lam vào ngày 13 tháng 3 năm 1954, thể hiện sức mạnh và quyết tâm giành thắng lợi ngay trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi tiêu diệt trung tâm đề kháng Him Lam, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến đánh các cứ điểm Độc Lập, Bản Kéo, tiến vào phân khu trung tâm Mường Thanh, đánh chiếm các dãy đồi phía đông, trong đó có cứ điểm đồi A1. Với trường đoạn thứ hai, xin được giới thiệu với quý vị hình ảnh hy sinh rất anh dũng của anh hùng Phan Đình Giót, người con đến từ quê hương của mảnh đất Hà Tĩnh, đã dũng cảm lấy thân mình lấp lỗ châu mai tại cứ điểm Him Lam trong trận đánh mở màn. Và xin mời quý vị ta tiếp tục tham quan. Và kế tiếp với trường đoạn thứ hai của tác phẩm chính là trường đoạn thứ tư với chủ đề Khúc khải hoàn mừng chiến thắng. Đây chính là hình ảnh lá cờ quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát giữa chiều hè tháng 5 lịch sử, báo hiệu giờ chiến thắng. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc toàn thắng, đã kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ của dân tộc Việt Nam. Và xin được giới thiệu với quý khách, đây chính là hình ảnh 10.000 tù binh của quân Pháp ra hàng sau khi lá cờ quyết chiến quyết thắng do đồng chí Tạ Quốc Luật tung bay trên nóc hầm của tướng Đờ Cát chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954. Bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ khi đưa vào phục vụ đã trở thành một điểm nhấn đối với du khách khi đặt chân tới bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Và thưa với quý khách, kế tiếp trường đoạn thứ tư của tác phẩm chính là trường đoạn thứ ba với chủ đề Cuộc đối đầu lịch sử. Lịch sử đã đưa hai đội quân tới trận đánh quyết định, đó là trận đánh tại cứ điểm A1. Đêm ngày 6 tháng 5 năm 1954, giữa trận địa là một cột khói bốc cao ngùn ngụt, đèn đặc, những tia lửa chói lòa đỏ rực cả bầu trời. Đó là tiếng nổ của khối bốc phá nặng gần 1.000 kg mà Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đặt chọn quyết tâm tiêu diệt cứ điểm đồi A1. Trên bức tranh toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ thì nhóm họa sĩ cùng với tác giả đã thể hiện hai trận đánh ác liệt nhất, đó là trận đánh tại cứ điểm Him Lam trong trận đánh mở màn và trận đánh tại cứ điểm đồi A1. Một trong những trận đánh ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ.